Một chiếc xe taxi của công ty vận tải hành khách Long Biên bị hư hại nặng bỏ lại hiện trường. Và những chiếc xe máy đắt tiền này là tang vật của những vụ cướp liên tiếp xảy ra trong mấy ngày gần đây tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thủ phạm là một nhóm cướp chuyên nghiệp từng hoạt động trong các quận nội thành Hà Nội. Chưa kịp tiêu thụ tài sản vừa cướp được, các đối tượng cầm đầu đã bị công an huyện Gia Lâm bắt giữ. Trên đường cháu đang đi học về thì có 3 đối tượng đi trên một chiếc xe đã chặn đầu xe cháu và đối tượng ngồi cuối cùng cầm dao xuống đâm cháu. Khi đó cháu đang rất sợ và chạy ra giữa đường hô cướp. Thì đối tượng định bỏ xe và chạy ra đâm cháu tiếp và cháu chạy bỏ chạy. Đối tượng lấy xe và quay ngược đường và chạy trốn thoát luôn ạ. Trong đêm khuya, 3 đối tượng này đã đột nhập vào ký túc xá trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, dùng súng và dao khống chế 9 sinh viên, cướp đi toàn bộ tiền và những gì đáng giá. Đây là vụ cướp thứ 2 liên tiếp mà chúng thực hiện tại khu ký túc xá này. Thủ đoạn manh động, hung hãn đã gây không ít hoang mang cho cả thầy và trò của trường. Đầu tiên chúng cầm dao đâm vào ngực cháu trước, cháu tránh được rồi, chúng chém thêm mấy phát nữa. Một bạn thì cũng bị thương nhẹ, chọc vào nhẹ ra. Còn một anh nữa thì là bị cái mạng súng đập vào đầu và khâu 2 mũi. Rồi bị một tên xiên vào chân và khâu 5 mũi. Đây chỉ là hai trong những ổ nhóm tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm. Do hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, nên chỉ sau một thời gian ngắn đã bị công an Gia Lâm triệt phá. Qua đó đã tiếp tục phát hiện các đối tượng này còn là thủ phạm của nhiều vụ án nghiêm trọng khác. Qua quá trình khai thác các đối tượng thì công an Gia Lâm đã điều tra khám phá ra các đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp trên địa bàn huyện Lâm, 2 vụ cướp trên địa bàn quận Long Biên, 1 vụ cướp địa bàn huyện Đông Anh, 2 vụ cướp của trên địa bàn huyện Từ Sơn và 3 vụ cướp của huyện Văn Lâm và Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên. Công an Hà Nội thừa nhận tội phạm hình sự khu vực nội thành giảm mạnh trong 6 tháng gần đây. Riêng các vụ cướp giật giảm đến 30%, nhưng lại liên tục gia tăng tại hầu hết các huyện ngoại thành và khu vực giáp danh. Nguyên nhân là do các tổ công tác 141 kiểm soát mạnh khu vực nội thành, nên các ổ nhóm tội phạm đang dạt ra ngoại thành hoạt động. Những diễn biến này cho thấy sự cần thiết của việc triển khai đồng bộ trên các tuyến và địa bàn thì công tác phòng chống tội phạm mới đạt hiệu quả.